phát. Vâng, bây giờ đường ra khỏi rừng là đường nào đây? Em đang giữa rừng các anh chị à. Thôi kế bên em nguyên cái vực thẳm luôn, làm thế nào để ra được khỏi rừng đây? Tới luôn anh ơi, tại sao dừng vậy? Khói đen mù mịt nó xịt coi cả trời đất ơi. Về chắc banh xe mẹ luôn á, không biết làm thế nào để ra được khỏi cái rừng này đây. Rồi lại đụng vô cái kia hư xe đó rồi. Này mà bay xuống dưới là banh xe luôn á các bạn, không có đơn giản đâu. Cố lên. Ờ, cái đường này có chút xíu à mà đi vô thuốc trong này luôn. Phải chướng thiệt. Ra thôi, cố lên, đánh lái gọng ra xíu. Trời ơi, mới vô đụng mẹ banh cái bánh bên này rồi. Khá là khó khăn các bạn à. Hả? Bây giờ chúng ta lại chuẩn bị lội nước, lội suối nè. Lội suối đi đâu đây? Từ đây mình coi đường. À mình sẽ qua cái suối này. Vâng, bây giờ bắt buộc phải đi xuống suối để lội qua sông các bạn à. Không biết có qua nổi không đây. Cố lên, rồi ướt mẹ cái xe tôi rồi. Cố lên. Trời ơi, tự nhiên cái đi sao mà lạc mẹ vô gừng nó, tôi chả hiểu nữa. Hey, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quy Gamer đây. Yeah. Ok, nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với một cái tựa game mới các bạn. Mới không phải là game này nó mới. Mới là mình mới chơi tại đây, gần đây thôi. Đó. Thì cái tựa game này được gọi là cái tựa game Splinter Gate. Đó, nói chung là nó đã hot gắt là lâu rồi các bạn. Nhưng mà mình mới chơi gần đây thôi. Đó. Thì nếu mà các bạn có theo dõi kênh mình thì các bạn biết là mình chỉ mới livestream chơi khoảng 2-3 bữa nay thôi. Đó. Và hôm nay đây là một cái clip quay đầu tiên của mình. Phải gọi là đầu tiên luôn đấy. Vì hồi trước tại mình livestream là tại sao? Tại vì mình không biết chơi game này các bạn. Không phải nói chứ mình mua cái game này khá là lâu rồi, có thể là 1 năm luôn rồi đấy. Mỗi lần mình vô chơi là mỗi lần mình xóa các bạn. Tại vì vô chơi mò không biết cách chơi luôn. Ghét, xóa. Đấy. Đó. Nên hôm bữa là cũng nhờ Bách Thịnh, Hồ Bách Thịnh đấy, hướng dẫn mình chơi các kiểu đó. Đó thì hôm nay mình mới có thể là quay lại đây và quay clip cho các bạn đấy. Và mình cũng đã biết chơi sơ sơ các kiểu rồi. Đó. Thì cái tựa game này nó là chủ yếu là sẽ đi trong rừng. Đó. Và nó sẽ vận chuyển các cái mấy cái chiếc xe. Thường là mấy chiếc xe mấy xe mà đi trong rừng nhiều hơn mấy xe mà up god đồ các kiểu đấy, xe địa hình đồ đấy. Nhưng mà nó vẫn có thể mod được các xe khác vào, xe hơi hoặc là xe khách mình đang các bạn đang xem nè. Đó. Mình thấy cũng khá là hay. Tại vì sao? Vì cái đồ họa nó rất là thiệt. Và nói chung cái xe thì nó sẽ không có bằng ETS2. Cái mod xe nó sẽ không bằng ETS2 các bạn. Nhưng mà cái cách chơi của nó với lại cái đồ họa của nó mình đánh giá khá cao. Đó. Ok, thì nếu các bạn nào có thích tựa game này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like và comment anh quý, hay làm tiếp đi thì mình sẽ có động lực làm tiếp cho các bạn xem. Ok, thì hôm nay chúng ta đang có mặt trong một cái khu rừng các bạn. Hôm nay thì hiện tại trong này là có ba chiếc xe này xe gì? Hyundai Juniper thì phải. Bên này là chiếc Taco. Taco mà mình nghĩ nó sửa cái chữ thôi chứ mình nghĩ nó là Hyundai luôn đấy. Bên này có một chiếc Hyundai luôn. Tự nhiên đi lạc vào trong rừng luôn các bạn. Ba chiếc phải chưa đi. Bây giờ gặp một cái khu nhà dân ga chỗ này nó sẵn đậu đây luôn. Bây giờ mình không biết chạy chiếc nào luôn, có ba chiếc nè. Bây giờ mình hiện tại đây là một cái chiếc đông lý các bạn. Đông lý thì như mình có chạy một lần rồi. Mà cái màu này mình nghĩ không phải cái màu này đâu. Đông lý cái màu đỏ mới đúng. Còn chiếc bên kia là chiếc xe du lịch Văn Minh. Còn bên này là một cái chiếc mẫu thì nó không có nhà xe nào cả. Nó vẫn chạy được nhưng mà nó không có cái hiệu của nhà xe nào. Giờ mình không biết chạy chiếc nào luôn. Thôi giờ mình sẽ chạy chiếc Văn Minh trước. Còn tập sau các bạn muốn mình chạy chiếc nào thì các bạn hãy comment ở dưới cho. Cho mình chạy chiếc Văn Minh trước. Bây giờ mình sẽ đổi cái xe trước cái đã. Đổi chiếc này nha. Ok. Đây là chiếc Văn Minh các bạn. Giờ mình sẽ nhóm ra xíu để cho các bạn xem. Để máy lên. Cái âm thanh xe thì mình nghĩ nó cũng giống bên ETS2 thôi, mình nghĩ cái mod nó đưa bên ETS2 qua đó các bạn. Ok,
cái âm thanh chạy xe thì nó bị mắc rồi các bạn, nhưng mà cái âm thanh mà đề máy hoặc tắt máy thì nó còn đó. Ok, thì trước tiên chắc mình cũng phải mở mấy cái cửa rồi ra cho các bạn xem. Nó có một số tính năng nè. Này là cái gì ta? À, cái này là kéo dây cẩu thôi. Đây là mở cửa đó các bạn. Cái cửa đúng ra người ta sẽ kéo ra làm sao đúng không? Cái cửa thì nó bẻ ra luôn vải trượt thì cũng khá hay. Nói chung mình cũng thấy nó lạ đấy. Tức là mở cái cốp sau các bạn, cốp máy phía sau nè. Không biết cái cam mình các bạn thấy không? Đó. Nè, bên này là các bạn sẽ thấy là cái máy nó hoạt động luôn chứ không phải như bên ETS2 là cái máy nó không hoạt động các bạn. Bên này thấy máy hoạt động luôn. Đó. Tiếp theo nó còn một cái tính năng nữa, cái số 7 nè các bạn, nhưng mà mình không biết là nó dùng làm cái gì. Hiện tại mình bấm thì nó không có hiện gì cả, mình tưởng là mở cốp hoặc là nâng cái gầm lên nhưng mà không phải các bạn. Vậy là chúng ta chỉ có hai tính năng, xe này nó chỉ có hai tính năng là mở cửa và lại mở cửa. Bây giờ mình đóng lại nha. Và nó còn một cái lỗi đó là chúng ta không có vào cái góc nhìn thứ nhất được. Góc nhìn trong xe á, là tôi chuyển qua góc nhìn thứ nhất cho các bạn xem. Thì nó sẽ quay đi cái chỗ gì á, nó quay ra cái đằng sau lưng hay sao ấy. Kiểu vậy, nó quay ra sau lưng hay gì ấy. Nó kiểu nó quay chỗ cái góc xe nè các bạn. Đó. Thôi chúng ta cứ tạm cho là vậy đi. Ok, hôm nay chúng ta sẽ chạy cái con văn minh này trong rừng. Từ bây giờ mình sẽ đi tìm đường ra các bạn ơi. Lạc mẹ vô rừng rồi. Mình sẽ chạy cái góc nhìn này để cho các bạn thấy xe luôn. Mà tại cũng không chạy được góc nhìn thứ nhất nên các bạn thông cảm nha. Xe này mình thấy nó khá là hay, nó ra khói rồi kìa các bạn. Hay đấy, ôi mình chưa cài cái vô. Ok. Cố lên. Ok, mình sẽ bắt đầu đi tìm đường ra các bạn ơi. Khói nhiều quá. Xe này các bạn, nếu mà các bạn chạy mà nó văng sình lên, nó có thể dính lên xe luôn đó các bạn. Khá hay chỗ đó, mình rất là thích. Xe này mình hiện tại là mình đang chạy số tự động nha các bạn, nên mình sẽ không có sử dụng cái cần số này nữa. Mình chưa biết cài đặt nó vô như thế nào, nên mình sẽ cho nó chạy tự động luôn. Với lại là nếu mà cài cái cần số thì chạy khá là khó luôn ấy. Nó không có như đường trường mình chạy đâu, mình chạy như thế này nó khá là khó. Ủa, này không phải đường đi các bạn, lộn đường mà nó rồi. Giờ nó phải quay đầu lại, khổ thân tôi đi. Ghe này mình thấy nó ăn cái FPS nó khá là ít luôn các bạn, nó không có bị lắc như tựa game ETS2. Hiện tại mình đang chạy mà 60 FPS luôn đấy, là các bạn hiểu rồi đấy. Nhưng mà cái tựa game này nếu các bạn mà có tiền thì nên mua thì các bạn mod xe rất là dễ, chỉ cần thích xe nào là chọn xe đó nó tự động nó mod cho luôn. Còn các bạn chơi cờ gắt thì các bạn mod khổ đó, nên mình thôi thà đã chơi rồi thì nên mua. Nhưng mà các bạn chơi cờ gắt vẫn chơi online được chứ không phải là chơi offline không. Mình cũng đang chơi online cái tựa game này với một số đẹp. Trời ơi, làm gì hư mẹ xe rồi. Ồ, mình phải bơm xăng các bạn ơi, xe mình cũng còn gần nửa bình xăng hả. Hôm nay mình sẽ đi khám phá các bạn ơi, chứ mình cũng không biết giờ đi đâu luôn á. Này mình coi bản đồ, hiện tại mình đang bị chưa ấy, chắc mình đi mở cái waypoint này. Game này là nó làm nhiệm vụ chở gỗ các kiểu đó các bạn, nhưng mà mình chơi thì chắc mình sẽ lái xe, trải nghiệm các xe với lại các map cho các bạn xem thôi. Trải nghiệm mấy cái map đường lầy các kiểu đó. Giờ đi đường nào đây? Đường này bị đóng rồi hả? Đường này mình nó cho mình ra không ta? Không ra được các bạn ơi, vậy là chúng ta bắt buộc đi đường này rồi. Đường này à? Đó. Vì đây là game mới nên có thể là mình sẽ lúng túng một số cái tính năng của nó, nên các bạn đừng thông cảm. Game này công nhận nó đúng thiệt luôn các bạn. Đánh vô lăng nó nặng vãi chưởng luôn. Vâng, bây giờ đường ra khỏi rừng là đường nào đây? Em đang giữa rừng các anh chị à. Thôi kế bên em nguyên cái vực thẳm luôn. Làm thế nào để ra được khỏi rừng đây? Tới luôn anh ơi, tại sao dừng vậy? Khói đen mù mịt nó xịt coi cả trời đất ơi. Về chắc banh xe mẹ luôn á. Không biết làm thế nào để ra được khỏi cái rừng này đây. Rồi lại đụng vô cái kia hư xe đó rồi. Này mà bay xuống dưới là banh xe luôn á các bạn, không có đơn giản đâu. Cố lên. Cái đường có chút xíu à mà đi vô tuốt trong này luôn. Phải chướng thiệt. Ra thôi, cố lên, đánh lái gọng ra xíu.
Trời ơi, mới vô đụng mẹ banh cái bánh bên này rồi. Khá là khó khăn các bạn à. Hả? Bây giờ chúng ta lại chuẩn bị lội nước, lội suối nè. Lội suối đi đâu đây? Từ từ để mình coi đường. À, mình sẽ qua cái suối này. Vâng, bây giờ bắt buộc phải đi xuống suối để lội qua sông các bạn à. Không biết có qua nổi không đây. Cố lên, rồi ướt mẹ cái xe tôi rồi. Cố lên. Trời ơi, tự nhiên cái đi sao mà lạc mẹ vô gừng nó, tôi chả hiểu nữa. Nói chung đi cũng được chứ không ai không sao các bạn. Hên là hôm nay là không có khách đó, chứ có khách tôi chở khách vô gừng luôn rồi. Trời ơi, không biết đường nào để ra khỏi cái khu rừng này luôn. Khổ thân cho tôi rồi. Ok, đoạn này một cái con đường mòn cũng chạy, nó đỡ hơn là chạy đường đèo các bạn. Cái xe này các bạn, cái gầm nó hơi thấp các bạn, nên chạy nó hay bị đụng vô cái mũi, nó làm hư xe. Đi đường rừng nên có mấy cái xe mà cái bánh nó càng cao là càng tốt. Ôi. Chết rồi, chỗ này sâu quá. Chỗ này hơi sâu quá các bạn. Mình để mình coi đường đi cái đó. Cái suối này hơi sâu nè. Mình nó qua không nổi luôn ấy. Trời, lại còn bị dính cái cục đá nữa. Phải chướng này. Bây giờ chắc bị dính mẹ đây luôn rồi chứ còn gì nữa. Ôi khổ thân tôi quá đi. Chỉ còn một cách là về lấy cái xe khác kéo lại thôi các bạn. Giờ mình chỉ lấy chiếc xe kia. Đây chiếc xe bus này đây. Mình nghĩ nó nhỏ gọn hơn ấy. Bus này không biết nó chạy ngon không nữa đây nè. Ok, cố lên. Mình sẽ lấy chiếc này mình kéo lên lại các bạn ơi. Chứ bây giờ lọt xuống gừng như vậy, ủa lọt xuống suối như vậy rồi làm sao mà đi được đây. Con này chắc mình nghĩ nhìn trong cabin được á. Được các bạn ơi. Nhìn cabin thấy nó đã con mắt hơn. Nhìn ở ngoài để lái chuột mệt quá. Mình sẽ lấy chiếc này mình đi kéo nó lên lại. Trời ơi, trời ơi. Lũi vô cây luôn. Đó, mình sẽ lấy chiếc này mình kéo nó lên lại. Đó là con này là mình nghĩ là một cái chiếc xe cổ các bạn, xe bus cổ á, của bên Nga này nọ rồi. Nó game này nó xuất phát từ bên Nga các bạn. Mình thấy con này chạy ngon hơn á. Tại các bạn thích xe giường nằm nên mình sẽ có giường nằm, chứ thật ra con đó chạy vô đường rừng này nó không hợp các bạn. Ví dụ như chạy siêu xe vô rừng kỳ quá. Ok, thấy không, thấy tôi đánh lái chuẩn không? Giờ không biết làm cách nào để qua khỏi cái suối luôn á. Nếu mà qua cái khỏi cái suối đó chắc chắn mình phải nâng cái gầm nó lên, cái bánh nó cao lên các bạn, như vậy mới có thể là qua được. Vậy cái con này có mắt lầy luôn à, vô lý. Trời ơi, gặp con nào cũng bị mắc lầy hết, chết tôi luôn rồi. Tôi phải cài cái kia thì nó không cài được. Giờ tôi phải kéo cái con cuối cùng khác lên. Vãi chướng đi. Hiện tại mình còn cái con nào trên này nữa đây. À, cái này chai lơ thôi. Mình còn một cái con này ở đây và một cái con xe trên kia nó đang bị mắc lầy. Con này cũng đang bị mắc lầy trên này nữa nè. Không ghe không tới gì được luôn. Khó khăn tôi rồi. Mình sẽ lấy một cái con xe khác ở nhà lên. Rồi. Mình coi đường đi cái đó. Trời cũng khá tối rồi các bạn ơi. Trời đang tối dần, tối dần, tối dần.
đường đi đâu rồi. Các em sẽ lấy con đồng lý mình hỗ trợ. Má chướng thiệt. Tính lấy con kia hỗ trợ con Văn Minh. Phải hồi là cuối cùng là con Văn Minh nó cũng bay xuống đó mẹ nó luôn. Văn Minh vừa bay xuống đó là con này tiếp theo luôn. Quái chướng này. Mở đèn cho các bạn ơi. Con này đèn yếu quá, đèn pha yếu quá. Không sao cả. Thôi nó chạy gì mà nó kêu lộn cộn lộn cộn lộn cộn lộn cộn. Cho mình lên xuống đây mình kéo con nọ con đó lên. Con đó nó bị lọt xuống luôn rồi. Trời ơi. Đây mình kéo con này lên nè. Ok. Rồi thắng tay lại. Từ từ. Sao thắng tay không ăn vậy? Rồi. Mình sẽ từ để mình coi kéo lên là lúc nào quên là mình cũng quên mẹ nó rồi. Để mình chuyển qua cái con chen đây, mình sẽ chuyển qua con này. Mình kéo lên là lúc nào mình quên người ta V thì phải. Ok. Đây mình sẽ gắn qua cái con này. Rồi mình sẽ đã kéo sợi dây ra các bạn. Giờ mình chen lại con này, mình đổ vào con này. Chen lên, kéo lên. Ủa cái sợi dây đâu vậy? Rồi chen lên. Kéo lên lại các bạn. Ôi khổ thăng. Rồi tạm thời mình cho con này nó đậu đây đi. Như vậy là con này nó đã lên được rồi các bạn. Giờ làm cách nào để mở đèn cái đâu. Đó. Giờ mình kiếm cách nào để mình đi qua bên kia lại. Mình sợ nó xuống đây nó chạy không được á. Tại nước. Ê trời. Con này sâu quá. Sâu quá vậy. Tìm cái đoạn nào mà cho nó cạn nó sẽ dễ đi hơn. Đó. Cố lên. Thấy chưa? Cuối cùng nó qua vẫn được các bạn chứ không được. Mà khó qua hơn là ấy thôi. Giờ trời tối thui luôn rồi. Mới mở đèn đi đó các bạn. Khổ thân chưa? Giờ mình lên mình mới cứu hộ là cái con Văn Minh này. Khổ thân. Nó bị mắc cái dưới này nè. Rồi. Ok. Giờ mình mới kéo là cái con ông nội này. Đây. Rồi kéo nè. Trời kéo không nổi luôn ba ơi. Cố lên. Rồi. Hay quá. Rồi bây giờ mới bỏ cái con này ra mình lái con Văn Minh tiếp tục. Khổ thân. Mở đèn lên. Mình đi cái chỗ khác để mà nó dính cục đá nữa. Lại dính nữa rồi. Cái bộ cái sông này nó khác là sâu quá các bạn. Không sao, mình sẽ trở lại chiến lược cũ đó là kéo nó lên lại nữa. Mình sẽ chuyển về cái xe kia. Mình sẽ chuyển về cái chiếc lưu này. Gắn vô. Kéo nó về.
kéo lên kéo xuống hoài vậy đó, quá chướng đi. Rồi bỏ cái sợi dây ra, rồi mình sẽ chuyển về cái con kia lại. Ủa mình bấm cái gì nó mắc mẹ hết trơn ấy rồi. Đây mình chuyển con này lại. Bây giờ đi qua là cả một vấn đề đó các bạn. Thử đi tuốt bên này xíu, mình thấy bên này nó có bộ nó cạn hơn. Không biết cách nào để qua bên đó luôn á. Khổ, khổ như vậy. Rồi qua được không? Cố lên, tao tin mày. Cố lên. Ồ, đi vô gừng cả bụi luôn đấy. Ok, cuối cùng cũng lên được rồi. Sao con mắc kẹt gì vậy? Lên đi. Trời ơi, khổ thằng được chưa? Ok, cuối cùng cũng đã qua được cái suối đó rồi. Giờ đi đâu cũng chả biết nữa. Giờ mình sẽ quẹo trái các bạn. Mình sẽ mở cái watch bomb map này. Kìa, các bạn coi xe nó nát không kìa. Tàn ác không? Quái chướng thì. Ok. Lên luôn, lên luôn, lên luôn. Sau đó là mình mở một cái watch bomb các bạn. Khổ thằng. Ok, mình đã tìm được một cái khu nhà mới rồi các bạn ơi. Ủa? Con này nó không cho mình đi à? Cái gì? Cô Lý. Trời ơi. Tưởng nó tìm được một cái khu nhà mới khỏe trong người rồi. Ai hờ nó không cho mình đi. Quả trưởng này. Không có tin được. Xe này dây chậm vải trưởng. Cái suối đó tại vì nó sâu á các bạn. Sâu quá nếu cái đầu cắm xuống thì nó sẽ bị mắc lầy ở dưới. Rất là khó. Đấy mình sẽ bọc lên trên cái đường này quá ta. Đây lên trên núi nè, lên núi nè, bắt đầu lên. Ê, ui, xem lạc, xem lạc, xem lạc thật. Quay chương đi. Ok, bắt đầu lên nè. Đó. Lên 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 lên. Lên 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 lên. Ôi cao vậy. Ơ, lên đây là một cái suối nữa. À không phải các bạn. Trời đất ơi, nó dính mẹ nè các bạn. Vô lý. Giờ nó tục lấy cái con nội kia qua được rồi. Khổ vậy. Rồi, con này đề máy hơi bị chậm ấy. Ơi. Cái con này bị bắt lại à? Mình bơi xong luôn rồi. Giờ làm sao đây? Con kia cũng bị dính ra chết rồi. Vãi chưởng thiệt. Con lên được không? Không lên được luôn, bây giờ con kia cũng nằm ở dưới luôn. Chết tôi luôn rồi. Vâng. Chúng ta phải dừng xe ở đây luôn á. Khổ thằng tôi quá đi. Xin tớ. Ok. Và chắc chúng ta sẽ tạm dừng cái hành trình của chúng ta tại đây. Bây giờ cuối cùng thì chúng ta cũng không ra được khỏi cái gừng này các bạn. Thật là nguy hiểm. Ok, và nếu các bạn có thích video này, các bạn đừng quên để lại cho mình một like. Và các bạn muốn mình chơi tiếp tục nữa thì các bạn hãy comment phía dưới cho mình biết nha. Và cũng cảm ơn các bạn đã xem video này. Và chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah!